phật dạy này thiện hiện vì địa giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì địa giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện, vì địa giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, vì thủy hỏa phong không thức giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy này thiện hiện, vì vô minh chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật Mặt đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì vô minh là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bố thí ba la mật đa chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là pháp không thể đạt được, nên chẳng thể đạt được. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không nội chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch thế tôn tại sao vì pháp không nội chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì pháp không nội là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh